Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm cây trồng chất lượng mang lại giá trị cao, mà thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Bắc Giang còn hình thành một số mô hình trải nghiệm nông nghiệp sạch. Đây là loại hình khá mới mẻ ở Bắc Giang, mang lại nhiều giá trị độc đáo cho du khách, góp phần thúc đẩy tiềm năng nông nghiệp của địa phương phát triển kinh tế xã hội. Điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp sạch của Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Organic thuộc địa phận thôn núi xã Dĩnh Trì. Tại đây, du khách có thể tham quan trải nghiệm các loại cây trồng theo phương pháp công nghệ cao trong nhà lưới, phương pháp thủy canh, khí canh và cả hệ thống nuôi cá bằng công nghệ aquaponics, hệ thống nuôi cá tuần hoàn, tận dụng chất thải bảo vệ môi trường. Hình thức đầu tư nông nghiệp sạch gắn với trải nghiệm du lịch của Hợp tác xã là hình thức mới nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đồng thời hình thành mô hình nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường. Ngoài cái việc nâng cao cái giá trị của sản phẩm nông nghiệp thì mình lại kết hợp với thu hút được các du lịch trải nghiệm tham quan của hoặc là các cháu học sinh có thể ở các trường có thể đăng ký đến tham quan thực nghiệm và có thể thực tế trồng những cái cây mình yêu thích và từ đó mình sẽ lan tỏa được những cái giá trị cộng đồng hơn. Dù chỉ trong khuôn viên 3.000 mét vuông, nhưng khi được tham quan trải nghiệm tại mô hình nông nghiệp sạch của Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Organic đã giúp các em học sinh trường tiểu học Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang khám phá những kiến thức liên quan đến bộ môn khoa học tự nhiên và cả những kỹ năng thực hành đối với các loại cây trồng. Hôm nay con được đi trải nghiệm thì con thấy rất vui và rất bổ ích. Các bác đã giới thiệu cho con rất nhiều phương pháp để trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh. Con đã được các bác hướng dẫn cho rất nhiều các loài cây và biết thêm được nhiều kiến thức để bảo vệ các cây. Những loài cây này có thể làm được thuốc hoặc là một để chữa một vài bệnh. Hoạt động trải nghiệm giờ là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong năm học này. Do đó, việc hình thành những mô hình trải nghiệm nông nghiệp sạch ngay tại địa phương sẽ góp phần giúp các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ. Những cái việc cho học sinh tham quan như thế này thì sẽ góp phần cho học sinh ngoài cái chuyện là tăng cường thêm vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống cũng như là hoạt động sản xuất của địa phương thì qua đó các em còn hình thành thêm các và củng cố phát triển các năng lực như là năng lực tìm hiểu cuộc sống, tìm hiểu tự nhiên xã hội, các năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học và các em có thêm cái tình yêu đối với quê hương đất nước và có những động lực học tập tốt hơn. Loại hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp sạch hiện đang là xu thế phát triển ở các vùng ven địa bàn các thành phố lớn. Việc nắm bắt xu thế sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với mô hình trải nghiệm không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích mà còn mang lại kiến thức cho du khách về nông nghiệp, truyền thống canh tác của vùng nông thôn. Đây được đánh giá là loại hình du lịch có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Trong một cái không gian đô thị đang phát triển hết sức là ồn ào thì tại các cái trung tâm thành phố hình thành những cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với cái trải nghiệm sinh thái như thế này thì sẽ là những cái điểm đến hết sức là hấp dẫn đối với du khách vào dịp cuối tuần.